cảm ơn cây cối, cây chày. Đêm khuya giả gạo, có mày, có tao. Cảm ơn cái cọc cầu ao. Đêm khuya vo gạo, có tao, có mày. Đó là lời cảm ơn từ trong ca dao Việt Nam. Có lẽ bất cứ gốc văn hóa nào cũng dạy con người ta sống phải biết tri ân. Cho dẫu người Việt của mình không có riêng một ngày lễ tạ ơn như ngày Thanksgiving. Lòng biết ơn có thể nói là tính cách đầu tiên để nuôi dưỡng tâm tính con người. Thọ ơn của một người, một điều gì là khi ta nhận được điều tử tế từ bên ngoài mang lại. Và điều đó làm chúng ta vui, làm chúng ta hạnh phúc. Như vậy, tại sao ta lại không biết tri ân những điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được? Thực ra thì cuộc sống cứ luôn đan xen những điều tốt và xấu. Những điều làm chúng ta vui luôn trộn lẫn vào những nỗi âu lo, buồn phiền hay điều gì đó khiến cho mình bực bội. Nhưng nếu trước những lẫn tạp đó, chúng ta biết chọn cái tốt, biết chọn niềm vui để thưởng thức và tri ân, thì tự nhiên điều đó cũng sẽ giúp cho mình vui hơn, thấy yêu và trân trọng cuộc sống hơn. Có lẽ vì lý do này mà trong mùa Thanksgiving cuối cùng của đời mình, tác giả Bùi Bảo Trúc đã viết một lời cảm ơn rất hay. Cảm ơn cây cối, cây chày. Hôm nay phải cảm ơn nhiều thứ lắm đấy. Trong cuốn The Importance of Living, sự quan trọng của đời sống, The Importance of Living của Lâm Ngữ Đường mà Nguyễn Hiến Lê dịch là Một Quan Niệm Sống Đẹp, có một chương đề cập tới Kim Thánh Thán, một nhà phê bình và cũng là một nhà văn nổi tiếng sống trong thế kỷ thứ 17 dưới triều nhà Thanh. Lâm Ngữ Đường kể là trong một buổi chiều mưa, khi ngồi với một người bạn trong một ngôi miếu cổ, Kim Thánh Thán đã ghi lại những chuyện trải qua trong đời sống mà ông cho là đã đem lại cho ông những niềm vui lớn nhất trong đời. Ông kể lại được tất cả 33 điều. Đọc những điều đem lại khoái lạc cho Kim Thánh Thán, người ta thấy đó không phải là những chuyện gì vĩ đại cho lắm, mà hầu hết chỉ là những chuyện khá tầm thường, như một cơn mưa ao đổ xuống giữa trưa hè, đống tuyết ở ngoài sân, màu đỏ của ruột trái dưa hấu, xóa nợ cho một người bạn quen, con mèo thình lình xuất hiện khiến cho lũ chuột phá phách phải bỏ chạy. Những chuyện đó đều kết thúc bằng một câu hô thán: chẳng cũng khoái ư. Đọc hết những điều đó, những điều mà Kim Thánh Thán cho là đã đem lại sướng khoái cho ông, thì người ta có cảm tưởng là ông kể chúng ra như là một cách để cảm ơn chúng. Ông cảm ơn những điều đã đem lại cho ông những niềm vui trong đời sống. Những điều ấy sau đó lại được ghi chung trong một bài phê bình Tây Sương Ký rất nổi tiếng của ông. Những điều ghi xuống trong lúc ngồi trong miếu nhìn ra mưa rơi đó được coi là một bài tản văn hay nhất cổ kim của văn học Trung Quốc. Vậy thì ngay cả những chuyện tầm thường cũng vẫn có thể là những thứ đáng được để cảm ơn trong đời sống, chứ chẳng cần là phải những điều gì cao siêu, khó làm, khó thấy trong đời sống. Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu tội nghiệp này, chắc là của một cô gái nghèo ở một vùng quê nào đó. Cảm ơn cái cối, cái chày, đêm đêm giã gạo, có mày, có tao. Cảm ơn cái cọc, cầu ao, nửa đêm vo gạo, có tao, có mày. Người phụ nữ trẻ đầu tắt mặt tối lo công việc nhà cho chủ quần quật vẫn tìm được an ủi nơi những đồ vật vô tri gần gũi chung quanh: cái cối, cái chày giã gạo và cái cọc cầu ao. Cô đơn và tội nghiệp biết là chừng nào. Có thể vì lẽ đó mà cô phải cảm ơn chúng. Ngày lễ tạ ơn năm nay tôi thấy cũng phải cảm ơn nhiều thứ ngoài những điều vẫn tâm nguyện. Cảm ơn mỗi đầu ngày khi thức dậy với một ngày mới, chứ chẳng cần phải đợi cho đến Thanksgiving. Thí dụ cha mẹ, gia đình chị, em, con, cháu, cả những người đã ra đi, bạn bè, nước Mỹ đem lại cho đời sống bình an, những ân tình của bạn bè suốt chiều dài của đời sống, những năm tháng đã sống trên đời này, quá khứ, tuổi thơ, kỷ niệm, những cuốn sách đã đọc, những bài thơ,
những bản nhạc nghe rồi vẫn còn ở lại trong trí. Mùi nước hoa, mùi mái tóc, mùi cà phê buổi sáng, mùi đất khi những giọt mưa vừa rơi xuống. Bằng ấy điều phải cảm ơn mỗi lúc thoáng qua trí nhớ, nhưng cũng còn biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu thứ chưa kể ra, vì trí nhớ cũng có lúc mỏi mệt, không tìm lục thấy. Chẳng hạn như cái mở chai, tibuchon, nằm trước mặt, thiếu nó thì làm sao giải quyết cái chai đỏ tối khuya hôm nay. Nó không là cái cối giã gạo, cái chày, cái cọc cầu áo, nhưng không có thì khổ. 2-3 giờ sáng đi mua ở đâu? Hay cái hộp viễn khiển remote control, giữa lúc bệnh lười vùng lên, không muốn đứng dậy, đổi đài khác để khỏi phải xem những đoạn pha trò vô duyên. Hay đổi đài để tránh một cuốn phim tàu cho đầu óc khỏi bị nhiễm độc. Hay là cái ly chân dài, rót đầy Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, bị ánh sáng đèn chiếu hắt qua, đẹp ơi là đẹp. Hay một bản nhạc có giọng ca thân thiết một thời. Rồi cũng phải cảm ơn cuốn sách cũ, đọc từ mấy chục năm trước vừa tìm lại và vừa mở lướt qua vài trang là bao nhiêu thứ lũ lượt kéo trở lại, lôi theo cả những cơn mưa trong cái thành phố chưa trở lại được từ gần nửa thế kỷ nay. Hay đôi mắt mà Đinh Phùng thấy có thơ mùa hạ, má phấn hồng lên dáng phượng hoa, nhiều khi chỉ là một câu hát lạc lõng trong đầu cứ trở lại hoài trên môi. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, hay cũng cần cảm ơn một chuyện tử tế bất ngờ đến lúc nào đó, như tô mì Quảng treo tòn ten ở cửa trong lúc không có nhà, giữa lúc đang phân vân không biết làm sao đối phó với cái ông dạ dày khó tính đang thức dậy. Hay những giấc mơ gặp lại 2-3 người, người lại được mùi hơi thở thơm của những đứa con và luôn cả mùi khai của chiếc giường trong căn nhà cũ ở Sài Gòn. Những buổi sáng chủ nhật chở chúng đi chơi, nét hân hoan trên mặt chúng, những âm thanh của thành phố không còn trở lại được nữa. Lại cũng phải cảm ơn mảnh tàn y còn giữ lại, như chiếc áo thị bằng còn gây quyến luyến cho nhà vua sau sự ra đi vĩnh viễn. Thôi, cũng phải cảm ơn cả cái iPhone, không có nó thì làm sao sống. Vậy nên hôm nay, ngày Thanksgiving, phải cảm ơn thêm những thứ vừa kể ở trên, sợ rằng 2-3 năm nữa, trí nhớ bỏ đi thì làm sao nhớ lại được mà Thanksgiving chúng. Cảm ơn tất cả, cảm ơn đời sống, coi vậy mà rất đáng sống này. Gần đến ngày giỗ đầu của anh, chúng tôi lại xin đọc một lời cảm ơn khác, cũng là từ anh, để thấy rằng anh đã luôn là một người sống và trân trọng cuộc sống đến nhường nào. Bài viết trong mùa tạ ơn năm 2010. Cuộc sống cũng có rất nhiều điều phải cảm ơn. Cảm ơn hạnh phúc đã có, và lại càng phải cảm ơn nhiều hơn khi bất hạnh không xảy tới nữa. Tôi bắt đầu nghĩ, người Mỹ rất có lý khi để riêng ra một ngày để làm công việc đó. Công việc mà đáng lý ra chúng ta cần phải làm mỗi ngày, đó là cảm ơn những hạnh phúc đang có, cũng như những khổ đau chưa tới. I hear babies cry. Ví dụ, cảm ơn tiếng Việt, cảm ơn Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Bàng Bá Lân vẫn thỉnh thoảng về ghé thăm. Cảm ơn những gì Nguyên Sa, Bùi Giáng và Mai Thảo đã để lại. Cảm ơn buổi chiều, cảm ơn buổi sáng, cảm ơn đêm khuya, cảm ơn người trở lại, cảm ơn sự ân cần, cảm ơn sự tốt đẹp, cảm ơn sợi tóc, cảm ơn mùi hương, cảm ơn bàn tay, cảm ơn những ngày cuối với người cha, cảm ơn chuyến đi thảnh thơi,
Cảm ơn sự ra đi nhẹ nhàng. Cảm ơn đời sống. Cảm ơn cái chết. Cảm ơn cặp kính, cảm ơn cái xe hạng bét, cảm ơn cái Big Mac, cảm ơn tái nạm gầu gân sách, cảm ơn sự trung thành, cảm ơn những lá thư, cảm ơn những cú điện thoại, cảm ơn ngày hôm nay, cảm ơn ngày hôm qua, cảm ơn ngày mai, cảm ơn cái dấu phẩy, cảm ơn cái dấu chấm, cảm ơn đồng hồ, cảm ơn Vương Hồng Sển. Cảm ơn tiếng nói. Cảm ơn trí nhớ. Cảm ơn sự quên lãng. Cảm ơn tính nhớ dai. Cảm ơn mì gói. Cảm ơn cơm đường. Cảm ơn cháo chợ. Cảm ơn cái chìa khóa. Cảm ơn cái thang máy. Cảm ơn Bud. Cảm ơn Michelob. Cảm ơn Miller Heineken. Cảm ơn người mẹ. Cảm ơn bài hát ru còn mãi. Cảm ơn sự dịu dàng. Cảm ơn người dân khác họ. Cảm ơn giọng Bắc Kỳ. Cảm ơn giọng Trung Kỳ. Cảm ơn giọng Nam Kỳ. Cảm ơn ly cà phê buổi sáng. Cảm ơn tờ báo. Cảm ơn cái ô chữ không khó quá. Cảm ơn cái bút. Cảm ơn cái nghiêng. Cảm ơn anh đồ. Cảm ơn ngã nón trong đình. Cảm ơn ca dao. Cảm ơn tục ngữ. Cảm ơn tục ngữ rất tục. Cảm ơn thỉnh thoảng biết chữ thề. Cảm ơn nói móc. Cảm ơn nói cạnh. Cảm ơn nói khóe. Cảm ơn nói xỏ xiên. Cảm ơn nói mát. Cảm ơn cái đèn. Cảm ơn cái laptop. Cảm ơn những cuốn từ điển. Cảm ơn nói lái. Cảm ơn Hồ Xuân Hương. Cảm ơn Võ Phiến. Cảm ơn Đặng Trần Côn.
Cảm ơn chữ nghĩa truyền kiều. Cảm ơn nói phét. Cảm ơn ăn tục. Cảm ơn sự vu khống. Cảm ơn sự không vu khống. Cảm ơn sự ngộ nhận. Cảm ơn sự bịa đặt. Cảm ơn người thầy cũ. Cảm ơn những năm thơ ấu. Cảm ơn những năm tuổi trẻ. Cảm ơn những năm sồn sồn. Cảm ơn menopause. Cảm ơn không menopause. Cảm ơn mùa đông. Cảm ơn mùa xuân. Cảm ơn mùa hạ. Cảm ơn mùa thu. Cảm ơn thơ Đường, cảm ơn Tagore, cảm ơn Lục Bát, cảm ơn các xóm nhà lá, cảm ơn quy tắc tam xuất, cảm ơn cái bản cửu chương, cảm ơn các tứ phim trong các kỳ thi, cảm ơn cục tẩy, cảm ơn cái gọt bút chì, cảm ơn cái ngòi bút lá tre, cảm ơn những năm ở Việt Nam, cảm ơn những năm không ở Việt Nam. Cảm ơn người bạn cũ. Cảm ơn những người em. Cảm ơn cái Mobilet. Cảm ơn cái Solex. Cảm ơn cái Lambretta 120. Cảm ơn cái De Servo rất lễ phép. Cảm ơn những viên thuốc cúng. Cảm ơn Salon Pass. Cảm ơn cục xà bông. Cảm ơn dao cạo. Cảm ơn cái lược. Cảm ơn cái gương. Cảm ơn lọ keo xịt tóc. Cảm ơn sự ngớ ngẩn. Cảm ơn giọng hát trong buồng tắm, không đi hát ở đám cưới. Cảm ơn sự vô duyên. Cảm ơn sự hồn nhiên. Cảm ơn những cuốn sách của Lê Bác Công. Cảm ơn Thiệu Chủ. Cảm ơn Nguyễn Văn Khôn. Cảm ơn Nguyễn Đình Hòa. Cảm ơn Lê Văn Đức. Cảm ơn Thái Thanh. Cảm ơn Phạm Đình Chương. Cảm ơn Hội Trùng Dương. Cảm ơn em đến thăm anh một chiều mưa. Em đến thăm anh một chiều mưa. Em đến thăm anh một chiều đông. Mưa dầm về đường chưa lướt chiều điều. Em đến thăm anh người em gái ta ấm lòng. Mặt em chiều bên sưởi ấm lòng anh. Em đến thăm anh chiều đông. Em đến thăm anh trời mưa gió đường xa lạnh lùng.
nhìn mặt, cầm tay bưng buông không nói một câu. Lời nhào hồn anh như lay bay vì đâu, gió đưa cánh chim trời nó đây cách xa vời. Nhiều vui mưa làm gai, xót thương tiếp bệnh mộng lâu căng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.